Một cục sạc dự phòng MagSafe có thể sạc cùng lúc 5 thiết bị với nhau và công suất sạc nhanh tối đa lên đến 22.5W. Và đặc biệt hơn nữa, với thiết kế của cục sạc dự phòng này cũng khá là đẹp mắt và ấn tượng. Bây giờ hãy cùng mình vô phần trải nghiệm chi tiết nhé. Trên tay mình đang là cục sạc dự phòng đến từ nhà Qcom, một hãng nội địa của Trung. Và với cục sạc dự phòng này thì các bạn sẽ có dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh và dung lượng đỉnh mức thì là 5.500 mAh, hơn một nửa. Thì mình nghĩ là với giao diện này thì cũng đủ để cho các bạn có thể sạc với những cái thiết bị điện tử của mình. Và mình có giới thiệu ban đầu, cục sạc dự phòng này thì các bạn có thể sử dụng được 5 thiết bị khác nhau, và mình sẽ cùng giới thiệu sơ với các bạn về những cái thiết bị đầu cắm ra. Đặc điểm ăn tiền nhất của cục sạc dự phòng này đó chính là phần thiết bị MagSafe. Với MagSafe thì các bạn để có thể hiển thị thì mình sẽ cùng thử nha, nó có thể chuẩn MagSafe hay không. Và khi mà mình kết nối thì nó sẽ hiển thị lên cho mọi người một cái vòng như thế này, và kết nối với cục sạc cũng như là điện thoại thì nó sẽ chuẩn MagSafe và nó đạt hiển thị lên cho mọi người. Và với cái mình thấy là với cái thiết bị cục sạc dự phòng của nhà Qcom thì nó khá là chắc, nên là khi mình cầm ở trên tay này, cái độ bám dính của nó cũng khá là bền. Mình sẽ thử test. Cái này của mình đang là không có ốp lưng, và với một cái chiếc điện thoại khác có ốp lưng thì xem thì nó có cái độ nhạy và thích hay không. Đây, có nghĩa là khi mà mình để cái ốp lưng như thế này thì nó vẫn có thể nhận được cái thông tin là sạc điện thoại. Đối với những cái dòng ốp lưng khá dày thì mình nghĩ là các bạn nên tháo ra để có thể đảm bảo được cái sự kháng khít hơn trong cái quá trình mà các bạn sạc giữa điện thoại và các thiết bị sạc. Đều có thể sạc được nha, ngay cả khi mình sử dụng ốp lưng. Tính năng sạc MagSafe thì mình thấy khá là tiện, và chúng ta có thể sử dụng được cho các dòng điện thoại iPhone từ 12, 13 và 14, và các bạn có thể sử dụng được cho những thiết bị của iPhone từ Apple Watch hoặc là iPod gì đó đều có thể sử dụng được với sạc này. Đây là sạc MagSafe cực kỳ nổi bật của cục sạc dự phòng. Và thêm vào đó thì mình sẽ cùng giới thiệu thêm với các bạn về những cái tính năng dây của nó nữa. Với thiết bị này thì để sạc vào thì các bạn sạc với cổng Type-C và cổng sạc của nó thì là 18W. Còn về sạc ra thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái đoạn đầu. Cục sạc dự phòng này nó có rất là nhiều ở những cái vị trí đầu ra. Nó có tới 4 vị trí đầu ra, mình sẽ cùng giới thiệu sơ với các bạn nha. Về vị trí đầu ra Type-C thì nó đạt công suất là 20W. Còn vị trí USB đây thì nó sẽ công suất là 22.5W. Và với cái cục sạc dự phòng này thì chúng ta sẽ có thêm hai cái phần dây sạc. Với dây sạc Lightning thì nó chỉ có công suất là 10W thôi mọi người. Còn dây sạc Type-C thì công suất của nó nhiều hơn, nó là công suất 20W. Và khi mà các bạn thấy là dây sạc của nó cũng khá là ngắn, mình thì mình cảm thấy nó hơi ngắn, nhưng mà một số khảo sát và trải nghiệm trong phòng của mình á, thì với cái sự ngắn như thế này thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là dây dựa lòng thòng. Thôi thì nhu cầu sử dụng nha, các bạn có thể thấy là cũng đúng là dây ngắn thì chúng ta sẽ đỡ phải rớt hoặc là rơi, và nó sẽ cố định cái vị trí điện thoại với cục sạc hơn. Thêm vào đó thì mình thấy thiết kế của cục sạc dự phòng này khá là bắt mắt, vừa có thể theo dõi được các cái mạch điện ở bên trong, và các bạn còn có thể quan sát được cái dung lượng pin của nó ở vị trí bên này. Mình sẽ thử test nha, với cục sạc điện thoại, với điện thoại của mình thì mình sẽ thử test đây. Như hiện tại thì mình đang sạc hiển thị lên sạc MagSafe ở đây, nó cũng sẽ hiển thị lên phần trăm pin, và công phần trăm pin hiện tại đang là 69% pin, với dung lượng pin là 10.000 mAh. Thì một lần sạc thì các bạn có thể sạc được cho một chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max đâu đó khoảng chừng là 2 lần, vì dung lượng pin của nó cũng na ná ở đỉnh mức tới 5.500 mAh. Thiết kế của nó thì cực kỳ nhỏ gọn, nên bạn có thể mang đi trong những cái chuyến đi du lịch của mình, hay có thể bỏ gọn ở trong túi áo khoác hoặc là túi quần đều có thể mặc. Nhắc đến cái dòng điện thoại Android hoặc là những con iPhone mà dưới đời 11 trở xuống thì mình sẽ cùng chia sẻ thêm với các bạn. Với cục sạc dự phòng này thì nó còn có thêm một cái vòng kim loại nữa để giúp cho các bạn có thể cố định được cái vị trí này với những cái phiên bản điện thoại trước mà không có hỗ trợ sạc MagSafe. Với một cục sạc dự phòng như thế này, dung lượng định mức của nó là 5.500 mAh và dung lượng tối đa là 10.000 mAh. Các bạn có thể sạc với 5 thiết bị cùng lúc với nhau, và quan trọng hơn cả là mình không cần có dây sạc mà vẫn có thể sạc MagSafe được cho những dòng điện thoại iPhone. Và với cục sạc dự phòng có hỗ trợ MagSafe như thế này thì các bạn đoán giá bán của nó. Giá bán của nó mình nói ra các bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Một cục sạc dự phòng sạc được đa thiết bị với nhau nhưng mà giá bán của nó chỉ có 450.000 đồng. Nếu như các bạn quan tâm sản phẩm thì hãy nhấp vô đường link mô tả chi tiết bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.